Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia luyện tập, thi đấu, tổ chức bảo đảm, tuyên truyền tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021, Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army 2021. Lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn cho công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội các nước, giữ vững và phát triển mối quan hệ tốt đẹp ngoại giao truyền thống giữa Việt Nam, Liên bang Nga. Tham gia hội thao là cơ hội để các đồng chí thể hiện trình độ khả năng, bản lĩnh, ý chí quyết tâm và tinh thần quyết chiến quyết thắng. Trong đó, mỗi đội tuyển, mỗi đồng chí là đại diện tiêu biểu. Đây cũng là cơ hội để các đồng chí cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, luyện tập, tổ chức cũng như trong khai thác, bảo đảm vũ khí, khí tài hiện đại. Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của các đồng chí thời gian huấn luyện vừa qua. Đề nghị mỗi đội tuyển, mỗi đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chấp hành nghiêm các quy định, khắc phục điều kiện khó khăn tại các nước thi đấu với tinh thần hữu nghị, lập thành tích cao nhất, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong hội nhập, phát triển với bạn bè quốc tế. Chúc các đồng chí lên đường tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế năm 2021 mạnh khỏe, an toàn về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chào thân ái và quyết thắng, Đại tướng Phan Văn Giang.